Chào cả nhà, hôm nay cả nhà hãy cùng nhau vào bếp và thực hiện một cái món siêu nhanh và siêu cấp tốc, nhưng mà cho ra thành phẩm món ăn của mình rất là ngon và lạ miệng. Nếu mà bạn nào chưa ăn thử món chuối xào lá lốt thì có thể tham khảo cái cách làm của mình ngày hôm nay nha. Với chia sẻ ngày hôm nay thì chuối xào cực kỳ dẻo, kết hợp với cái lá lốt nó làm cho cái món chuối xào của mình rất là thơm và hấp dẫn. Cái món này thì các anh chị và các bạn có thể kết hợp ăn chay cũng được, rất là hợp lý đó. Nếu mà mọi người cảm thấy thích thì bây giờ chúng ta bắt tay nhau và cùng làm thôi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên chúng ta sẽ có chuối xanh ha. Mình nên sử dụng chuối xiêm xanh hoặc là chuối xứ xanh, loại là chuối xanh nha. Mình có lá lốt nè, rồi mình có tỏi. Nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế cái phần chuối. Phần chuối thì các anh chị và các bạn sẽ pha một hỗn hợp muối chanh như thế này. Mình sẽ thả cái chanh vô và mình sẽ lột nha. Chuối ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái chuối xiêm hoặc là chuối xứ, chuối lùn đều được nha. Cái chuối mà mình đang sử dụng, cái chuối nào mà mọi người cảm thấy là chuối xanh mà nó có cái độ dẻo thì mình sẽ lấy ra, mình sẽ tước vỏ. Cái chuối ngày hôm nay thì mình sử dụng rất là ngon luôn và nó có cái độ dẻo rất là dẻo nha. Mình tước cái vỏ thôi ha. Và sau khi mà mình tước, mình ngâm trong nước muối và nước chanh rồi thì chúng ta sẽ xách nhuyễn ra như thế này, xách nhỏ ra nha. Mình xách như thế này thì khi mà mình rim á thì cái chuối của mình nó dẻ và nó dẻo lắm ạ. Đó, và cái độ dày như thế này là được rồi nè. Đừng quá dày mà cũng đừng có quá mỏng nha. Tại vì dày quá thì mình rim nó lâu, còn mỏng quá thì nó không còn giữ được cái độ dẻo nữa. Rồi kế tiếp đó là lá lốt. Lá lốt thì mình sử dụng cỡ tầm một nắm như thế này, rồi chúng ta sẽ xách nhuyễn. Và cái lượng chuối và lá lốt thì tùy thuộc vào gia đình của mình thôi. Mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều, ăn ít thì mình cho ít. Nhưng mà cái cách nêm nếm gia vị và cái điều mình kết hợp gia vị á, nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình nó ngon hơn. Và quay qua thì cái phần chuối này mình sẽ mang đi rửa sạch nha. Và lượng chuối ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng có tầm 600-700g thì phải. Rồi mình sẽ bắt lên bếp. Bây giờ thì mình sẽ cho dầu ăn vô nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho tỏi. Nếu trường hợp các anh chị và các bạn ăn chay thì chúng ta có thể thay thế tỏi này thành hành bô rô nha. Mình phi tỏi đã thơm rồi thì chúng ta sẽ cho hết cái lượng chuối vừa nãy mình rửa sạch đó. Mình sẽ cho vô và mình sẽ xào chung với phần tỏi. Và cái chuối mà nó xào chung trên dầu tỏi như thế này nó rất là thơm luôn. Và lúc này thì cái mùi thơm nó bay khắp cái phòng của nhà mình luôn đó. Mình nêm vô đây là một muỗng canh hạt nêm nha. Thêm 1/3 muỗng canh đường. Nửa muỗng canh nước mắm nữa. Rồi mình sẽ xào cho cái phần gia vị nó rút hết vô cái phần chuối. Mình phải xào như thế này thì cái phần chuối của mình nó mới thấm gia vị rồi. Mà nó mới thấm gia vị được. Và sau khi mà mình cảm thấy nó thấm gia vị rồi thì mình sẽ cho nước vô. Và cái lượng nước thì các anh chị và các bạn cứ đổ cho nó xâm xấp cái mặt chuối như thế này. Và mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Và sau khi mà nó sôi lên rồi thì mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống. Và mình sẽ nấu từ từ để cho cái phần chuối của mình nó dẻ ha và nó dẻo hơn. Lúc này thì nó sôi rồi nè. À, sau khi mà nó sôi thì mình sẽ nhấn chìm cái phần chuối xuống dưới mặt nước và mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình sẽ rim từ từ, tiêm từ từ để cho cái phần chuối của mình nó dẻo và nó dẻ hơn nha. Và sau một hồi mình rim á, thì mình cảm thấy rằng nước nó đã sánh lại rồi thì chúng ta sẽ rắc cái phần lá lốt mình xắt sợi mình bỏ lên trên. Và cái lượng lá lốt này thì các anh chị và các bạn ăn nhiều, ăn ít thì có thể gia giảm theo sở thích. Và mình đậy nắp lại và mình rim thêm cỡ tầm 3 phút nữa là cái phần lá lốt của mình đã chín. Thì mình sẽ cho thêm một ít tiêu lên trên bề mặt như thế này. Lưu ý rằng trước khi mà mình lấy ra thưởng thức thì các anh chị và các bạn có thể nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình của mình ăn nha. Rồi bây đây là một cái đĩa chuối rim hoặc là chuối xào lá lốt rất là ngon và hấp dẫn luôn. Đơn giản tại nhà nhưng mà ăn cực kỳ cuốn. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một tinh thần cảm ơn của vợ nha. Rồi cảm ơn của vợ, xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.